xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình và em Ngọc Đan khám phá trải nghiệm đập hàng 2. Hôm trước mình cũng có trải nghiệm đập hàng 1 rồi các bạn. Hôm nay mình đi đập hàng 2. Mời các bạn đồng hành trải nghiệm cùng mình. Đi thôi. Trước khi mình đi thì mình có đến đập hàng. Ngày hôm nay mình rất mừng các bạn là có được cái dịch vụ. Bà con nơi đây là làm cái dịch vụ là nước non và giữ xe. Còn cái lúc trước mình đi các bạn ạ, mình đến đây mình rất là lo sợ mất xe các bạn. Đỡ xe mà không có người trông giữ á, mình không an tâm. Cho nên thấy được mà bà con ở đây mà làm cái dịch vụ này mình rất là mừng, làm cho cái quê hương mình nó phát triển, nó xứng đáng với lại cái đập. Tạo hóa ban cho mình một cái đập mà chỗ khác không thể có được mà đỡ cho người dân không làm du lịch là rất là tội các bạn, rất là uống luôn. Bà con làm để phát triển lên là quê hương nó khá giả lên mình mới mừng, cho bà con thất nghiệp khổ sở đâu được, có cái đập hàng thiệt đẹp mà dễ đâu được, phải không các bạn? Cho nên mình rất là mừng, bữa nay là gọi xe rất là an tâm. Mà giờ ít quá mình mấy chỗ kia là mình nói thiệt các bạn luôn, mấy chỗ kia là người ta giữ lấy 10.000 không á, chỉ có trong thành phố người ta mới lấy 5.000. Cái đây là theo như mình nghĩ là con cháu và con em đây nó lấy rất là tình cảm quá. Các bạn cứ nghĩ là có vài chiếc xe về mà người ta lên giữ á, giữ mà 5.000 bạc á, là làm sao mà đủ ngày công người ta giữ và bán được mấy chai nước đâu. Cho nên là cái đấy là cái ý của mình thôi nha các bạn, còn cái quyền là của mọi người đó. Cho nên là mình mong muốn các bạn đến đây ủng hộ cái du lịch cho đỡ cho cái đập hàng nó phát triển các bạn, rất là đẹp luôn các bạn. Không làm du lịch á là cái đập hàng nó sẽ thành cái hoang dã các bạn, mà hoang dã thì chẳng ai biết đến các bạn, rất là uống luôn, thắng cảnh rất là đẹp luôn, tuyệt vời luôn. Anh hỏi em nha, anh hỏi em là tên gì? Thủy. Thủy ha, Thủy nhà gần đây. À, nay là U50 hả? 49. Chào 50 đi. Em chào chị nha. Chào chị, là chị cũng ở sớm luôn hả? Chị tên gì? Vợ hả? Nay chị nhiêu tuổi không? Sâu lem hả? Chị lớn em 8 tuổi. Em 58. 58 là sâu lem là 7 tuổi hả? 7 tuổi. Bây giờ thấy mà làm gì là mình cũng mừng lắm rồi. Bữa mình lo lắm, quay mà lo xì nó mất. Cho nên thấy bà con mà làm gì mừng lắm, làm đỡ cho bà con an tâm, họ vui chơi. Chứ mà lo thì còn gì vui, đúng không? Chứ mà còn lo sợ mất xì thì còn đâu vui. Có 50.000 bạc à, mình dựa mình gửi là mình an tâm, mình chơi thoải mái, chơi cá nghi luôn đó, thấy ngon không? Nước ra đây là chịu nước ở đây. Vậy là bắt ống nước nè. Thôi đang ở nha con, ở với cô thôi em đi. Đây con cháu nữa nè, cháu làm du lịch nè. cháu tên gì? Cháu nhiêu tuổi? Dạ 35 tuổi. 35 tuổi. Chúc cháu sức khỏe và phục vụ khách thật tốt nha. Rồi vậy nó mới phát triển nha. Rồi ok, giờ chú đi. Khách đây các bạn, khách rất là đông. Khách mùa nắng nóng á các bạn,
cho nên họ đến chơi thắng cảnh và họ thư giãn ở cái đập hàng này cũng rất là đông các bạn. Nơi đây thì không khí rất là trong lành các bạn, nước thì trong xanh. Ai có nhu cầu tắm thì nước đây khói chơ các bạn. Rất là đẹp luôn. Chú xin chào hai cháu nha. Tụi cháu ở đâu? Tây Hòa, Tây Hòa. Tây Hòa là dân Phú Yên. Tụi con không đi lên trên hàng hai chưa? Đi. Đi chút, đi chút. Đi, đi. Đi hàng hai chứ đi hàng một chứ. Hàng một là cháu cũng chưa đi luôn đúng không? Đi đây. Đi 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 đây, đi với chú là tuyệt vời luôn. Chú làm YouTube mà. Chú đi đây đi mấy lần rồi mà giờ cũng phải đi nè. Mà đi hàng hai. Hàng hai nó đẹp. Đi cẩn thận nha. Trước là mình cũng có đi đập hàng 1 rồi các bạn. Hôm nay mình quyết định mình đi đập hàng 2 các bạn. Đập hàng 2 thì mình đối với mình là rất xa lạ các bạn. Mình không biết đập hàng 2 nó cỡ nào nhưng mà người ta nói nó cũng rất là đẹp, nó đẹp như đập hàng 1 vậy các bạn. Nên mình bây giờ mình đi. Đây là đập hàng 1 các bạn, đập hàng 1 mình cũng có đăng video hôm trước rồi các bạn. Ở đây cái mình rất là mừng các bạn. Mình đi đến chỗ nào mà mình thấy cá nó nhiều này các bạn. Wow, cá trứng mà còn hai tay. Mà nó bâu đông đen này các bạn. Mình thấy có cái sự sống á. Mình mừng lắm các bạn. Mình đến những nơi nào mà chỉ thấy nước không á. Không có một cái con cá còn gì. Còn nói chung thủy sinh á mà không có là. Mình buồn lắm các bạn. Nó như cái suối chết vậy các bạn. Còn mình đi chỗ nào mình thấy cá, cua, ốc và các loài khác nữa là mình rất mừng các bạn. Cái sự sống nó có thì mình mới sống được chứ các bạn. Cái nó mà nó như cái sông chết, cái suối chết thì mình mất cái sự sống các bạn. Chim ngưỡng đây đập hàng 1 này. Đập hàng 1 đẹp lắm, con đứng đây con chim ngưỡng lên. Rồi. Bây giờ mình đi vào rừng các bạn. Mình không quay đập hàng 1 nữa bởi vì mình đã đăng một video đập hàng 1 rồi các bạn. Bây giờ là mình đi đập hàng 2. Đập hàng 2 đối với mình rất là xa lạ các bạn. Đường rừng này mình đi rất là xa lạ và mình cũng không biết đập hàng 2 là như thế nào các bạn. Đi rồi mới biết các bạn. Giờ mình đi đây. Mà trời nắng quá các bạn ơi. Nắng năm nay nó nắng hạn á. Nó quên luộc quá, nó nắng hạn. Các cái con suối khác mà là khô hết các bạn. Bây giờ mình chỉ có được cái đập hàng đây là nước nó mạnh mình mới đi. Chứ còn mấy con suối kia mình đi là toàn con suối khô không các bạn. Đó, mình đi lên dốc này. Dừng ngược đây các bạn. Dừng ngược đây. Nghe con em nó làm dịch vụ bán nước giữ xe dân địa phương các bạn ạ. Nói là
đập hàng 2 là đi cũng mấy trăm mét chứ không có xa, là đến và cũng rất là đẹp các bạn. Mình thử mình đi các bạn. Hôm nay nghĩ hôm nay đi lại mệt ghê các bạn. Chúng mình giật dốc này các bạn, giật lên núi mà trường bóng nữa. Nóng quá nóng, thời tiết nắng nóng quá nắng nóng. Mình đi mình ớn chỗ mình còn thở nói chi đi leo núi các bạn, cộng nói nữa nó càng mệt nữa. Các bạn nhìn coi, rừng rú bây giờ các bạn thấy có buồn không? Buồn quá chứ các bạn. Rừng rú mà nó nguyên sinh thì nó mới bảo đảm được mọi chuyện các bạn. Nào là khí hậu này, nào là mạch nước ngầm này, đủ chuyện hết. Nào là mưa, đủ chuyện hết, rất là lợi ích luôn. Rừng nó mất rồi là vỡ cái cân bằng sinh thái các bạn ạ. Hợp lý nó đủ thứ hết. Dân ở đây người ta khai thác nước vừa làng uống nước sạch này, người ta bắt ống các bạn. Mình luôn luôn lúc nào cũng đi chỗ quán tâm gì các bạn. Họ có đi đến khám phá du lịch thì họ cũng đi rất rất lâu chỗ mà ở mới bước vô không các bạn. Họ không có chịu đi xa các bạn, đi khám phá trải nghiệm như mình các bạn. Mình mà làm YouTube mà mình đi như vậy thì lấy đâu có video cho đỡ chia sẻ các bạn. Cho nên mình phải cố gắng các bạn, dù cho nó mệt, dù cho nó cái gian nguy nữa mình cũng phải đi các bạn. Yêu ngờ mà, yêu ngờ yêu khán giả. Mình làm cái video là dù hay dù dớ gì mình cũng đặt hết tâm huyết và tình cảm vào đó các bạn. Nên mình phải cố gắng các bạn. Tuổi thì lớn theo như người ta thì ở nhà nhậu lại rai, uống nước trà cà phê rồi đánh giăng cờ hay là nhậu nhẹt các bạn, ca hát. Còn mình mình cũng không hiểu mình nữa, không biết tại sao mình cái động cơ nào mà nó cứ thôi thúc mình phải đi vậy các bạn. Mình cũng không hiểu nói nguyên nhân đó nữa. Tự mình không hiểu mà. Cảm thấy được đi, cảm thấy được chia sẻ video của mình cho đến các bạn, rồi các bạn đón nhận, cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc là mình đi các bạn. Không có gì khác hơn hết. Còn tiền bạc á, tiền bạc nói thiệt với các bạn chứ, mình đăng một cái video á, đăng lên á, đi cực khổ vậy, đăng lên cái video á, không được 50 ngàn mà các bạn, đâu có được 50 ngàn đâu. Mà 50 ngàn các bạn nghĩ 50 ngàn mua được gì? Mà mình đi thì mình chi phí đi hàng trăm cây số, chi phí đủ thứ. Đây đây các bạn, để đến suối đập hàng 2 này các bạn. Các bạn thấy không? Cái suối cái mà đây là phải nói cái suối cái lớn, lớn khủng khiếp luôn. Mà nước nó vẫn yếu các bạn. Hạn hán kinh khủng mà. Hạn đi là hạn kỷ lục mà các bạn. Đó. Bây giờ mình đi theo con suối. Đi theo con suối mình
mình review. Mình leo lên hòn đá to đây các bạn. Mình review. Review lên. Các bạn xem. Đó. Mình chỉ review lên chứ review xuống được các bạn, bởi vì giờ nó trưa. Nó nắng nóng mà nó chá mặt mặt trời các bạn, cho nên mình review lên không à. Chứ không review xuống được. Giờ mình đi lên, lên hướng Tây. Suối đây là phải nói nó nguồn nước, phải nói cái mạch của nó rất là mạnh luôn các bạn, nên mới còn nước và chảy mạnh như thế này. Còn những con suối khác hầu như bị khô kiệt hết các bạn. Đây là mình hiểu được là những cái trụ đá này các bạn, những trụ đá mà người ta xây ngày xưa người ta làm đẹp á các bạn, đẹp mà đẹp hàng hai á các bạn. Mà sao không biết người ta giờ người ta cái công trình đó người ta bỏ các bạn, bỏ còn lại cái trụ đó không, cây vừa mọc lên. Giờ mình cứ theo con suối, chỗ này có hòn đá đây mình leo lên được ngon các bạn. Mấy hòn đá đây không ai dám leo đâu các bạn, leo lên đâu có cái gì đâu bám đâu leo, chứ không mà leo lên chụp hình quay phim đẹp hả các bạn. Mà mình đi con mình thì cũng cũng quay được các bạn. Đúng là mình cũng có cái chân quay cho nó vững vàng, đỡ mà mình đặt một cái chỗ nào đó rồi tự mình quay á các bạn. Nhưng đó là cái chân quay nó rộng các bạn, nó vẫn mới dám. Còn cái chân quay của mình đây là tạm đỡ trên bàn, loại cầm tay đi đây mà đỡ là nó lộn củi nó ngã hư à. Rừng bây giờ cây lớn quá các bạn, rừng còi không, rừng toàn là rừng còi. Ở đây thời nước nó chảy quanh năm chứ không thử khô các bạn, có hàng cỡ nào cũng khô, không khô được. Ở đây mà khô thì chỗ khác chết khô rồi. Suối ở chỗ khác khô hết, ngừ mạch giếng khô hết luôn các bạn. Đây rất là không biết, mình không hiểu được cái con suối này, cái đầu nguồn nó là nó phát xuất từ đâu, nó bao nhiêu trăm km mình không hiểu được. Để mình theo lên coi thứ trên đó nó đẹp không. Hồi nãy giờ mình đi thì nó cũng bình thường các bạn, nó cũng bình thường cho nó không có đẹp lắm, nó không có gì đặc biệt và ấn tượng lắm. Mình đi có một mình các bạn, không một bóng người, lúc nào cũng vậy các bạn. Em Ngọc Đan thì ở cái địa hình này thua, không có thể dắt em Ngọc Đan được, cho nên mình buộc phải đi một mình các bạn. Đi một mình nó buồn nhưng mà cái cảm xúc của mình nó đạt hơn các bạn, nó thật hơn. Đây người ta bắt cái ong nước to bằng tay các bạn. Ong này kiểu ong máy mình không biết mưa. Chùa, nước chảy đùng đùng các bạn. Nước chảy đùng đùng. Đây là một cái công trình thủy lợi mà ngày xưa người ta làm bị
bị hoang phế này các bạn, giờ thành hoang phế không hiểu sao. Còn nắng nóng mà nhìn thấy nó nước nó mát hay các bạn, nước nó trong xanh nó mát. Đây là cái công trình cũ còn sót lại các bạn, hầu như người ta kêu đập hàng hai các bạn, sao không biết bây giờ không áp dụng nữa, không dùng nữa, bỏ thành hoang phế. Mình ước gì mình được đi hết con suối đây các bạn, hết cái con suối cái đây, để mình khám phá cái đầu nguồn nó là ở đâu, và mình đi trên con suối ấy, mình nó diễn biến ra những điều gì, có kỳ thú hay không, mà không có ai đi cùng mình các bạn, đi con mình nói chung mình mạo hiểm quá, nó nguy hiểm quá. Thử mình đi được nhiêu được các bạn, chứ trong lòng thì rất muốn đi khám phá các bạn. Tính mình thì rất tò mò. Chùa đoạn đây nghe nước nó chảy đâu ở dưới không các bạn, ầm ầm ào ào toàn là ở đâu dưới không, chỉ thấy đá không à, không có thấy, nghe cái tiếng chảy ào 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 à, không. Nãy giờ mình đi khá xa vài trăm mét á, chưa có thấy một cái gì nó ấn tượng, nó chỉ bình không các bạn, bình chứ không có cái gì ấn tượng, chưa có cái gì mà làm cho mình ấn tượng. Cái đặc biệt là cái địa hình đây là nó đá nhiều các bạn, đá nhiều mà đá to, hòn nào cũng to, nó không phải như những cái con suối khác các bạn, mà nó to, mà nó thường thường là nó đá hòn. Ở đây mình thấy đá mà nó liền khói thì thiệt thì không thấy. Cái suối đập hàng hai đây các bạn toàn bộ là đá hòn không, đá hòn nào nó rất là to. Nóng chừng là tỉnh rồi. Mà chớ nhớ đi lên được không? Đây, tụi anh muốn cho mình bỏ cái gì luôn. Thank you.
Thank you.